cùng bắt đầu hành trình đến với Sóc Bơm Bò thuộc xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước quý vị nha. Nơi đặt chân đầu tiên chính là khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng Sóc Bơm Bò, một nơi có ý nghĩa đặc biệt góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử của người Stiêng nói chung và đồng bào Sóc Bơm Bò nói riêng. Xin chào quý vị, chúng tôi đang có mặt tại khu bảo tồn văn hóa của Sóc Bơm Bò, tỉnh Bình Phước trong chương trình Hành trình Bình Phước. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Lê Vila và Nguyên Khang xin mời quý vị khán giả tới khu bảo tồn văn hóa của người dân tộc Stiêng để khám phá nét đẹp độc đáo cũng như là văn hóa của dân tộc Stiêng. Hay. Ý, mình có nghe thấy tiếng đàn đá đúng không? Xin chào bạn. Chào anh chị. Đến từ chương trình Hành trình Bình Phước. Bạn tên gì vậy? Em tên là Điểu Cốc. Điểu Cốc? Dạ. À, bạn làm việc ở đây à? Dạ. Bạn làm ở đây lâu chưa? Đúng là 4 năm. 4 năm rồi. À, tôi thấy ở trước mặt là một cái cây đàn đá này. Vâng, thưa quý vị, có thể chia sẻ với quý vị là đàn đá là một loại nhạc cụ rất là độc đáo trong không gian văn hóa cồng chiêng của người dân tộc Stiêng. Và đàn đá cũng là một nét văn hóa khá là thú vị. Mỗi cái viên đá như thế này có một âm thanh khác nhau, có một âm thanh khác nhau mà nó nặng nha quý vị. Đây là nằm trong bộ đàn đá lớn nặng 20 tấn do nghệ nhân Trương Đình Chiếu tặng của cùng tổ Sóc Bơm Bò. Hay quá. Em ơi, cái này có dễ học không em? Chung là học, mình đam mê học thì học được anh. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho Lê Bella sẽ đánh trước. Nè, Lê Bella mời em nè. Ok. Đô đâu? Đô. À. Hai lần. Đô la. Phòng trưng bày tại khu bảo tàng văn hóa dân tộc Stiêng Sóc Bơm Bò có 4 khu vực. Tổng quan về đồng bào dân tộc Stiêng, khu vực thể hiện truyền thống đấu tranh cách mạng của đồng bào dân tộc Stiêng, khu vực không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Stiêng và khu vực trưng bày hình ảnh thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Stiêng. Cùng khám phá nào. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu về cái lịch sử ra đời của cái căn cứ hay còn gọi là cái di tích Đửa Lon. Vào những năm 60, Đảng bộ đã mở cái con đường 559, tức là con đường Trường Sơn tiến quân ra Bắc. Thì lúc này Đảng bộ Phước Long và xứ ủy Nam Kỳ đã được cử về tập kết ngay tại xã Đắc Nhau. Cuộc sống của họ rất hết sức là khó khăn. Họ phải ăn củ mì, củ sắn. Nói về gạo thì họ phải tiết kiệm một cái lương thực nhất định để phục vụ cho cách mạng. Được, mỗi người chỉ được nửa lon gạo trong một ngày. Và chính vì vậy mà cái di tích nửa lon này đã được ra đời. À, nửa lon là nửa lon gạo. Nửa lon gạo, đúng rồi. Chị ơi, đây là bàn chông hả? Đây chính là cái bàn chông, họ có thể là họ treo lên cây để làm bẫy, hoặc là họ sẽ đào hầm và phủ một lớp đất mỏng hoặc là lớp lá lên. Đây chính là một trong những cái vũ khí rất là lợi hại trong việc bảo vệ buôn làng buôn xóm của đồng bào dân tộc Stiêng. Trong kháng chiến chống Pháp, đồng bào dân tộc Stiêng cũng có rất là nhiều những cái cuộc khởi nghĩa nổi dậy. Cụ thể là năm 1933 thì hai anh em Điểu Môn, Điểu Mót đã quy tụ hơn 200 đồng bào thuộc dân tộc Stiêng nổi dậy và lập một cái kế hoạch phục kích tên quận trưởng Moria. À, đây là anh hùng lực lượng vũ trang Điểu Ông. Điểu Ông chính là người con của Stiêng. Từ năm 1960 cho đến năm 1969 thì ông đã chỉ huy cái trung đoàn của mình tiêu diệt hàng trăm tên địch và phá hủy nhiều những cái phương tiện chiến tranh của địch, và đến năm 69 thì ông đã hy sinh. Năm 1978 thì được nhà nước truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1965 trong cái chiến dịch Đồng Xoài Phước Long thì Bơm Bò chính là một cái địa điểm hậu cần cho chiến dịch. Khi cách mạng cần một cái số lượng lương thực lớn và đảm bảo một cái tiến độ thời gian thì đồng bào nhân dân Bơm Bò đã huy động tất cả những già trẻ gái trai cũng như huy động tất cả những cối trài sẵn có của mình. Đồng thời họ đã tự sáng tạo ra một cái loại cối chày rất là độc đáo từ thân cây. Và trong 3 ngày đêm thì họ đã giã được 5 tấn gạo phục vụ cho chiến dịch. Lê Bella và anh Nguyên Khang đang đứng trước một căn nhà rất là đặc trưng của người Stiêng, có tên là nhà dài. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị, đây chính là già làng, ông Điểu Lên. Vâng, xin chào ông ạ. Tôi là Điểu Lên, già làng của xã Bình Minh, Sóc Bơm Bò.
Dạ. Ông già làng có thể dẫn tụi con vào bên trong tham quan căn nhà được không ạ? Vâng. Dạ. Rất là lễ đi tham quan. Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng Sóc Bom Bò còn nhiều hạng mục thể hiện rõ nét đời sống và tinh thần của đồng bào dân tộc Stiêng. Đó chính là nhà dài, một trong những di sản văn hóa của người Stiêng. Nhà dài chính là tiêu chí quan trọng trong việc thể hiện các giá trị thẩm mỹ, tâm linh, đời sống của người Stiêng. Đây là mấy chung rượu phải không? Cái này bình uống nước. Vâng. Đó, cái này nó bầu đựng cơm. Dạ, đựng cơm. Gọi là cơm tùm, cơm nhắt đó. Dạ. À. Cái cửa này đặc biệt quá không ha? Cửa này nó rống sập khác cái bình thường cửa mình ở. Ông ơi, còn cái này là cái gì mà sao nó có cái tầng ở trên đây vậy ông? Cái này là cái kho lúa, và dưới này có cái bếp lửa nè. Đó ăn khói không bao giờ hư phải không? Không bao giờ bảo quản bằng cách đó đó. Không bao giờ hư. Em đố anh, cái này là gì? Đây là cái bếp nha. Đó, cái bếp nhỏ. Ủa. Em nghĩ là có thể là gác thịt nè. Thịt trâu gác bếp hay cái gì đó. À, đây là mấy viên đá này nè. Viên đá này để nhóm lửa thôi xung quanh nè, đúng không? Để giống như là giữ cho nó đừng có hư ha. Rồi bảo quản thịt trong thời gian lâu nhất có thể để người ta ăn. Mà thiết kế của tòa nhà này cũng hay á, tức là cái lửa nó tỏa ra nó có thể giữ hơi ấm cho những người ngủ xung quanh đây nè. Còn đây là rượu cần phải không ông? Cái này là tài sản của cưới hỏi là phải có cái thứ này, tô này, cái che này. Cái này là nhiều tiền nhất. Cái saloon giá thời buổi bây giờ cỡ 35 đến 40 triệu. Cái này thưa quý vị, cái này người ta gọi là saloon. Cái saloon này á là được dùng trong những cái lễ hội cưới hỏi, người người ta sẽ đựng rượu để trả của. Dạ. Để trả của đó. Có cái này là không cần không ở rẻ luôn. Về nhà mình luôn. Cái này là để làm gì anh? Cái dây mây này làm cái gùi nè. Đó. Còn cái này là để gì em biết không? Cột trầu. Còn cái này? Cái này đeo để voi nó đi nó không bị lạc. Đừng có bị lạc. Với lại nó cảnh báo cho người dân xung quanh người ta biết. Không kêu mò. Cái gì biết không? Có một điều mà Khang rất là thích ở cái căn nhà này, có nghĩa là những cái dụng cụ mà họ làm á đều rất là thân thiện với thiên nhiên, rất là gần gũi và có thể phân hủy được. Dạ, rất là một mạc chân phương nhưng mà phát huy hết tối đa tác dụng ha. Ông ơi, vậy còn cái bếp lửa trung tâm này bếp để làm gì? Hồi xưa thì nó có cái bếp từng hộ một, từng gia đình một. Bếp đó để làm cái gì? Là phục vụ cho nấu nước, cái đời sống của gia đình. Chưa là cái sạp ngủ đây này, phải có cái lửa đây này, đốt con đồng bụi lửa cùi, đó hơi. Nó tỏa cái hơi nóng thiếu, ra xung quanh. Thiếu quần áo, trong lạnh. Để chống lạnh đúng không ạ? Cái bếp này để giữ ấm đúng không ạ? Giữ ấm. Hành trình Bình Phước sẽ không chỉ là khám phá, mà còn là chuyến đi góp nhặt những tâm tư còn trăn trở. Trước tôi nhớ năm 1962, trác nước bắt cá miền Huế đi ốp chừng được hết, sọc nào cũng đi hết, vùng này vùng Bố Đằng này, Phước Long này đi hết đó. Wow. Đi ốp chừng được. Yeah. Còn riêng Sóc Bom Bò thì nó đi theo cách mạng từ năm 63-62. Tôi thì đi bộ đội nói đi bộ đội hai mấy năm. Ông ơi, như vậy là một cái căn nhà dài như thế này thì hiện giờ là còn bao nhiêu hộ người ta còn giữ lại cái căn nhà như thế này? Giờ nó hết rồi. Con thấy ở đây mọi người thường hay có tên điểu, điểu linh, điểu cốc gì thì cái điểu là họ của mọi mình hay sao? Điểu, hỏi điểu này là điểu chim, một cái dòng máu, một cái người dân tộc. Gọi là họ điểu hết. Con hiểu rồi. Thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện cùng với ông già làng của chúng ta ngày hôm nay thì quý vị cũng có thể thấy là nhà dài là một cái nét văn hóa truyền thống rất đặc sắc của người Stiêng. Quý vị hãy một lần thử đặt chân đến khu bảo tồn của văn hóa nhà dài của người Stiêng thì sẽ thấy những cảm nhận của Levela và anh Nguyên Khang ngay lúc này ạ. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Levela, Nguyên Khang và già làng điểu lên. Xin chào và hẹn gặp lại.